Xin chào các bạn, sau 2 tuần nghỉ ngơi thì hôm nay Apple cũng đã phát hành phiên bản cập nhật iOS 18.1 Beta 6. Phiên bản này được hỗ trợ từ iPhone XS đến iPhone 16 Pro Max. Đồng thời Apple cũng phát hành các phiên bản beta cho các thiết bị khác như iPadOS 18.1 Beta 6, macOS 15.1 Beta 6, WatchOS 11.1 Beta 4, tvOS 18.1 Beta 4 và VisionOS 2.1 Beta 4. Vậy bản cập nhật này có gì mới? Các bạn hãy cùng mình theo dõi video nhé! Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến xem là cái dung lượng của bản cập nhật này là bao nhiêu. Mình cập nhật từ phiên bản iOS 18.1 Beta 5 lên phiên bản này thì nó có dung lượng cập nhật là 706,2 MB. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến xem là cái số hiệu của bản cập nhật. Các bạn vào phần cài đặt này, giới thiệu, chúng ta vào phiên bản iOS. Các bạn có thể thấy cái số hiệu của bản cập nhật là 22B5069A. Với cái số hiệu của bản cập nhật này thì chúng ta cũng đã tiến rất gần đến bản chính thức rồi. Vào cuối tháng 10 này thôi, mình sẽ đề cập tới ngày dự kiến của bản chính thức vào cuối video. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến những thay đổi của cái bản cập nhật này. Đầu tiên là ở trong phần trung tâm thông báo, nó có một cái thay đổi nho nhỏ nhưng mà mình nghĩ thấy nó rất là thú vị. Khi mà các bạn kéo cái trung tâm thông báo này xuống thì ở tất cả những cái thông báo trước đây thì chúng ta không được gộp lại và nó không hiện cái số thông báo, có bao nhiêu thông báo lên, nhưng ở phiên bản này thì chúng ta đã được gộp lại và hiện rõ cho chúng ta là có bao nhiêu thông báo. Những thông báo tin nhắn, những thông báo ứng dụng của từng ứng dụng một sẽ được gộp lại để chúng ta dễ kiểm soát cái thông báo của mình hơn. Và đi đến phần trung tâm điều khiển. Ở trong phần trung tâm điều khiển này, Apple đã bổ sung cho chúng ta thêm một vài cái tiện ích nhỏ nhỏ. Các bạn bấm vào dấu cộng cho mình và thêm một mục điều khiển. Khi mà các bạn kéo xuống cái mục kết nối mạng, ở đây khả năng kết nối, thì chúng ta có thêm một cái tiện ích nhỏ nhỏ, đó là AirDrop và biểu tượng kết nối vệ tinh. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam chúng ta chưa có kết nối vệ tinh nên nó không hiện lên đây. Tiếp tục các bạn là bấm tìm kiếm cho mình vào chữ đo này. Khi các bạn vào bấm phần đo thì chúng ta có thêm hai cái tiện ích mới, đó là đo và cân bằng. Các bạn hoàn toàn có thể thêm cái tiện ích này đo ra ngoài và chúng ta cũng có thể kéo thay đổi cái kích thước của cái tiện ích này. Một điều rất hay khi mà Apple bổ sung thêm những cái tiện ích về kết nối mạng đưa ra ngoài để chúng ta có thể hoàn toàn thao tác một cách độc lập. Chúng ta không cần phải bấm vào trong cái phần mục mạng ở ngoài này để chúng ta mới vào kết nối được. Và các bạn có thể thao tác ngay ở ngoài màn hình chính, khi như ở đây của mình có này, kết nối mạng này, mình có thể tắt bật kết nối mạng và tắt mật AirDrop rất là nhanh, không cần phải bấm vào trong này để tìm nữa. Và quay lại trong phần cài đặt, trong phần cài đặt khi mà các bạn quay lại, chúng ta vào đến cái phần trung tâm điều khiển. Ở trong phần trung tâm điều khiển này thì Apple cũng vẫn cho phép chúng ta đặt lại cái cài đặt của trung tâm điều khiển về cái mặc định ban đầu. Chúng ta cũng có một chút thay đổi trong phần ghi chú khi mà các bạn vào phần ghi chú cho mình. Ở trong phần ghi chú này thì Apple đã thay đổi cái biểu tượng Intelligent, biểu tượng trí thông minh nhân tạo, bằng cái hình có thêm một cái bút nhỏ nhỏ. Và các bạn muốn sử dụng cái trí thông minh nhân tạo này thì bắt buộc các bạn phải chuyển vùng sang Hoa Kỳ và để tiếng Anh Hoa Kỳ thì chúng ta mới sử dụng được cái trí thông minh nhân tạo. Khi mà các bạn chuyển vùng sang Hoa Kỳ và chuyển sang chế độ tiếng Anh, các bạn vào phần cài đặt và tìm đến cái dung lượng iPhone ấy, thì ở đây khi mà nó đòi hỏi kết nối Wi-Fi, khi các bạn tải về thì nó sẽ có cái dung lượng của Apple Intelligent là 2,58 GB trên chiếc iPhone 15 Pro của mình. Thì cái dung lượng này sẽ cho phép chúng ta sử dụng cái trí thông minh nhân tạo trong các ứng dụng mà Apple Intelligent hỗ trợ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần hiệu năng của máy. Khi mà cập nhật lên phiên bản này vào lúc buổi sáng nay thì mình có thấy hiệu năng của máy cũng tương đối rất là tốt so với phiên bản 18.1 Beta 5. Nó không có bất kỳ một cái hiện tượng năng giật nào xảy ra. Mình sẽ test FPS xem là cái FPS trên phiên bản này như thế nào. Chúng ta sẽ kéo xuống và ở đây có phần fast loading. Đây, FPS này, khởi động lên. Rồi, các bạn có thể thấy là khi mình thao tác vuốt, FPS luôn duy trì ở mức 120 khi mà thực hiện các thao tác. Kể cả chúng ta vào trong những cái trình duyệt
web này để chúng ta thử thì nó cũng vẫn là 120. Duy có một cái mình sẽ thử ở trong cái phần trung tâm này, khi mà chúng ta vào vuốt thì nó lại không hiện cái FPS lên. Và khi cập nhật lên phiên bản này thì mình thấy cái ứng dụng Facebook của mình khi mà vào Facebook nó vẫn loát lên tương đối là chậm. Nó cũng giống với phiên bản 18.1 beta 5 khi mà bấm vào Facebook, kể cả trên nền Wi-Fi thì khi mà vào nó loát lên nó khoảng độ tầm gần 1 giây thì nó mới loát lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái điểm hiệu năng. Mình có test điểm hiệu năng trên Genbach 6 thì cái điểm hiệu năng mình test ngày hôm nay là được 2.923 điểm đơn nhân và 7.110 điểm đa nhân. So với cái phiên bản iOS 18.1 beta 5 thì nó cũng không chênh nhau quá là nhiều. Và mình cũng có test trên AnTuTu thì cái điểm test trên AnTuTu của mình là được 1.502.091 điểm. Đi đến thời lượng sử dụng pin, khi mà mình cập nhật lên phiên bản này buổi sáng nay mình có cái dung lượng pin là gần 100%, 99% khi mà ở lên cái phiên bản này, và sử dụng đến bây giờ là 18 giờ 12 phút thì cái pin của mình còn 12%. Đây các bạn có thể thấy này, lúc 6 giờ 21 mình rút sạc là 100%. Và đến bây giờ nó còn 12%. Thời gian sử dụng của mình on site trên màn hình là được 6 giờ 53 phút và 18 phút màn hình nghỉ. Đây là cái thời gian của mình khi mà sử dụng trong ngày hôm nay. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến cái thời gian dự kiến phát hành phiên bản iOS 18.1 chính thức. Như một số thông tin thì đến ngày 28 tháng 10 thì phiên bản chính thức sẽ được phát hành. Từ giờ đến ngày đó chúng ta có 3 tuần. Có thể là Apple sẽ cập nhật một cái phiên bản iOS 18.1 beta 7. Có thể là Apple cũng bỏ qua bản beta 7 để lên bản RC. Và dự kiến cái bản beta 7 nếu mà có phát hành thì nó sẽ vào ngày 14 và RC nó vào ngày 21. Nhưng mà nếu Apple bỏ qua bản beta 7 và lên hẳn cái bản RC thì ngày 21 chúng ta sẽ có bản RC và đến ngày 28 này chúng ta sẽ có bản chính thức. Nhưng mà thời gian gần đây cái lịch trình cập nhật của Apple nó luôn thay đổi, cho nên chúng ta cũng chưa chắc chắn được rằng cái lịch trình nó có diễn ra như vậy hay không. Các bạn thấy sao về phiên bản iOS 18.1 beta 6 này? Hãy cho cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.